Khi nói đến văn minh cấp độ 5, chúng ta đang bước vào thế giới của những giả thuyết và suy luận, không chỉ vượt xa khỏi các giới hạn khoa học hiện tại, mà còn thách thức khả năng tư duy của con người. Đây là cấp độ văn minh mà khả năng nắm bắt và kiểm soát năng lượng, hiểu biết vũ trụ và sự tồn tại đạt tới mức gần như tuyệt đối, vượt lên mọi cấp độ từ hành tinh, hệ sao, thiên hà và vũ trụ đơn nhất để đến mức độ toàn năng của một hoặc nhiều vũ trụ, thậm chí là vô số vũ trụ tồn tại song song. Để hiểu rõ về văn minh cấp độ 5, cần phân tích một loạt khía cạnh phức tạp liên quan đến các quy luật vật lý, khái niệm năng lượng vô hạn, các đặc tính của ý thức siêu việt và những tác động sâu sắc lên mọi cấp độ của thực tại. Trong thang đo Kardashev, ban đầu chỉ có 3 cấp độ. Văn minh cấp độ Y là cấp độ mà chúng ta có thể khai thác toàn bộ nguồn năng lượng sẵn có trên hành tinh của mình. Văn minh cấp độ 2 có thể khai thác năng lượng từ hệ sao của nó, chẳng hạn như xây dựng một hình cầu Dyson để hấp thụ mọi bức xạ phát ra từ ngôi sao trung tâm. Văn minh cấp độ Y tiến xa hơn khi kiểm soát năng lượng của toàn bộ thiên hà, một cấp độ mà mọi ngôi sao, hành tinh và thậm chí là hố đen đều trở thành nguồn năng lượng có thể khai thác. Tuy nhiên, các khái niệm về cấp độ Y, V và cuối cùng là cấp độ Psi đều là các giả thuyết mở rộng của thang đo Kardashev, trong đó năng lượng và tri thức không chỉ gói gọn trong một thiên hà hay một vũ trụ đơn lẻ, mà là toàn bộ đa vũ trụ, một phạm vi vô tận, bao gồm vô số vũ trụ tồn tại đồng thời. Để hiểu cách một nền văn minh có thể phát triển từ cấp độ thấp hơn lên cấp độ 5, chúng ta cần phân tích các yếu tố của tiến hóa và phát triển tri thức. Ban đầu, một nền văn minh cấp độ Y sẽ tập trung vào khai thác năng lượng từ nguồn năng lượng có sẵn trên hành tinh của mình, như năng lượng mặt trời, năng lượng điện nhiệt, năng lượng gió và thủy điện. Sau khi đạt đến cấp độ này, bước chuyển tiếp lên cấp độ 2 là một bước đột phá lớn. Họ phải phát triển công nghệ để tiếp cận và sử dụng năng lượng của một ngôi sao, có thể bằng việc xây dựng những cấu trúc vĩ đại như hình cầu Dyson bao quanh ngôi sao và hấp thụ toàn bộ bức xạ của nó. Tại cấp độ này, nền văn minh đã đạt đến mức mà mọi hệ thống trên hành tinh của họ đều vận hành hoàn toàn nhờ năng lượng từ hệ sao. Khi lên tới cấp độ 2, nền văn minh này tiếp tục mở rộng với mục tiêu kiểm soát toàn bộ năng lượng của thiên hà, nơi có vô số ngôi sao và hành tinh. Họ không chỉ dừng lại ở một ngôi sao đơn lẻ, mà còn tìm cách khai thác nguồn năng lượng từ nhiều hệ sao khác trong thiên hà. Để đạt được điều này, họ sẽ phải phát triển công nghệ di chuyển với tốc độ siêu ánh sáng hoặc bằng cách sử dụng các lối tắt trong không thời gian như hố sâu, wormhole, nếu lý thuyết về chúng là khả thi. Một nền văn minh ở cấp độ 2 sẽ có khả năng kiểm soát, vận hành toàn bộ thiên hà như một hệ thống duy nhất. Tuy nhiên, các bước tiến sau đó, lên đến cấp độ Bohr, V và Psi đều là những bước phát triển không chỉ cần thiết bị công nghệ tiên tiến, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về nhận thức và thậm chí là bản chất của chính nền văn minh mình đó. Để chuyển từ việc kiểm soát thiên hà tới khai thác năng lượng của một cụm thiên hà cấp độ, rồi đến toàn bộ vũ trụ cấp độ V, và cuối cùng là đa vũ trụ cấp độ C, nền văn minh này sẽ phải đạt đến một trình độ hiểu biết cực cao, vượt qua các giới hạn vật lý mà chúng ta có thể tưởng tượng. Đến khi đạt đến cấp độ Psi, không còn tồn tại những khái niệm như giới hạn vật lý. Cấp độ này không chỉ bao hàm việc kiểm soát năng lượng, mà còn là kiểm soát thực tại ở cấp độ cao nhất, bao gồm cả khả năng sáng tạo và hủy diệt các vũ trụ theo ý muốn. Một trong những khả năng quan trọng của một nền văn minh cấp độ Psi là khả năng kiểm soát hoàn toàn mọi yếu tố của thực tại. Điều này có nghĩa là nền văn minh không chỉ thao túng được các hạt vật chất và năng lượng mà chúng ta biết, mà còn cả các hạt ẩn và các trường năng lượng phức tạp hơn như vật chất tối và năng lượng tối, những yếu tố chiếm phần lớn vũ trụ nhưng vẫn là bí ẩn đối với chúng ta. Các dạng năng lượng và vật chất này có thể là chìa khóa để mở ra những năng lực vô hạn, bao gồm cả khả năng tạo ra hoặc hủy diệt các vùng không gian. Nền văn minh cấp độ Psi sẽ có thể điều chỉnh toàn bộ các hằng số vũ trụ như hằng số hấp dẫn, hằng số điện tử, tốc độ ánh sáng, thậm chí cả bản chất của thời gian và không gian. Không chỉ dừng lại ở đó, văn minh cấp độ Psi có thể tái cấu trúc thực tại để phù hợp với ý muốn của mình. Tất cả các quy luật vật lý, tất cả các cấu trúc không thời gian có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ
mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt với vũ trụ của chúng ta. Có thể hình dung rằng, nền văn minh này sẽ có thể tạo ra các hằng số vật lý mới, các dạng hình học không gian mới, hay thậm chí là thay đổi cấu trúc phân tử hoặc cấu trúc hạt cơ bản để tạo ra vật chất mới với các thuộc tính mà chúng ta không thể hiểu được. Ngoài ra, có một giả thuyết cho rằng nền văn minh này sẽ có khả năng can thiệp vào quá trình phân rã của các hạt cơ bản như neutron, proton và các hạt siêu cơ bản khác. Họ có thể kiểm soát quá trình phân rã này, khiến cho các hạt có thể tồn tại vĩnh viễn hoặc biến mất tức thời. Điều này sẽ mở ra khả năng tạo ra những thực tại mà vật chất chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hoặc vĩnh cửu. Khi đạt đến cấp độ 2, văn minh không còn bị ràng buộc bởi các giới hạn của năng lượng. Với kiến thức và công nghệ vượt bậc, họ có thể khai thác năng lượng từ những nguồn phi truyền thống mà chúng ta vẫn còn đang mơ hồ. Một trong số đó là năng lượng điểm không, loại năng lượng tồn tại ở các trạng thái cơ bản nhất của không gian, nơi mà ngay cả chân không vẫn có một mức năng lượng dương. Đây là năng lượng của hư không, của không gian trống rỗng, và văn minh cấp độ 5 có khả năng khai thác năng lượng này để tái tạo hoặc vận hành mọi hệ thống phức tạp. Thậm chí, họ có thể không cần phải khai thác các nguồn năng lượng sẵn có, mà có thể tạo ra năng lượng từ chính ý niệm về năng lượng. Tưởng tượng rằng, trong một trạng thái toàn năng, nền văn minh này sẽ có thể hình dung, tạo ra và triển khai năng lượng dưới mọi hình thức, từ mọi trạng thái của thực tại. Năng lượng lúc này trở thành một tài nguyên mà họ không cần tìm kiếm hay khai thác, mà là một yếu tố có thể được điều chỉnh, chuyển đổi và tái tạo theo ý muốn. Từ năng lực này, văn minh cấp 5 sẽ có thể tạo ra các vũ trụ mới bằng cách kích hoạt các vụ nổ giống như Big Bang trong những không gian nhỏ, tạo ra các thực tại song song. Mỗi vũ trụ có thể được thiết lập với các quy luật và điều kiện vật lý khác biệt, tương thích với các mục tiêu hoặc các lý tưởng của nền văn minh. Các vũ trụ mới có thể có những hằng số vật lý, các loại vật chất và năng lượng khác nhau, và nền văn minh cấp độ 5 sẽ có quyền quyết định mọi yếu tố này. Điều này giống như việc một lập trình viên tạo ra các chương trình máy tính với các dòng mã và cấu trúc riêng, phù hợp với ý đồ thiết kế của mình. Nhưng thay vì lập trình mã, nền văn minh cấp độ 5 lập trình cả một thực tại. Ở mức độ này, nền văn minh không chỉ là một tập hợp các cá thể có ý thức, mà là một thực thể siêu ý thức, có thể hiểu, nhận thức và tồn tại, vượt qua mọi giới hạn của ý thức cá nhân. Có thể hình dung rằng, toàn bộ nền văn minh hợp nhất thành một ý thức duy nhất, nơi không còn sự phân chia về tư duy và kinh nghiệm của từng cá nhân, mà mọi ý tưởng, mọi kiến thức và mọi ký ức đều được chia sẻ hoàn toàn. Trí tuệ của nền văn minh này không chỉ bao gồm các tri thức về vật chất và năng lượng, mà còn là hiểu biết về bản chất của thời gian, không gian và thực tại. Những khái niệm mà chúng ta chưa thể hiểu đầy đủ. Nhờ khả năng kiểm soát và điều chỉnh không thời gian, nền văn minh cấp độ 5 có thể trải nghiệm toàn bộ lịch sử của vũ trụ như một thực tại duy nhất. Họ có thể xuất hiện và tồn tại mọi điểm trong không thời gian và có thể cảm nhận từng khoảnh khắc, từng sự kiện. Việc này không chỉ là trải nghiệm mà còn là hiểu biết thấu suốt khi mà thời gian và không gian không còn ý nghĩa tuyến tính như đối với chúng ta. Thậm chí, nền văn minh này có thể tạo ra một dạng nhận thức độc lập tại mỗi điểm của không thời gian để trải nghiệm và lưu trữ mọi sự kiện, mọi diễn biến trong đa vũ trụ. Để duy trì sự tồn tại ở cấp độ 5, văn minh này phải đạt đến một mức độ đạo đức và trách nhiệm vượt trội. Sức mạnh của họ với khả năng thay đổi và sáng tạo thực tại không thể bị giới hạn bởi những cảm xúc thông thường hoặc các chuẩn mực đạo đức hạn hẹp. Họ phải đạt đến sự hiểu biết hoàn hảo về hậu quả của mọi hành động đối với toàn bộ vũ trụ và đa vũ trụ, thậm chí vượt qua cả những quy chuẩn về tốt và xấu, đúng và sai. Trong ý niệm về đạo đức của nền văn minh cấp độ 5, họ có thể đứng ngoài mọi xung đột của các nền văn minh thấp hơn, không can thiệp trừ khi thực sự cần thiết. Có lẽ họ sẽ đóng vai trò như những người giám hộ của thực tại, đảm bảo sự ổn định của đa vũ trụ và chỉ tác động khi có nguy cơ gây bất ổn. Cũng có thể họ chọn cách không can thiệp, cho phép các nền văn minh khác phát triển tự nhiên để đạt đến tiềm năng riêng của mình, dù có thể điều đó dẫn đến sự xung đột hoặc diệt vong của những nền văn minh cấp thấp. Cuối cùng, văn minh cấp độ 5 là biểu tượng giới hạn cuối cùng của
tiến bộ và hiểu biết. Họ không còn phải tìm câu trả lời hay chinh phục các giới hạn. Họ chính là câu trả lời và giới hạn đó. Con người, dù đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ, vẫn chỉ là một nền văn minh cấp thấp nếu so với thang đo Kardashev. Để đạt được văn minh cấp độ Sai, một cấp độ mà sức mạnh gần như tuyệt đối, có khả năng thao túng và tái cấu trúc toàn bộ thực tại theo ý muốn, chúng ta không chỉ cần phải vượt qua giới hạn hiện tại của công nghệ, mà còn phải cách mạng, hóa nhận thức, đạo đức và hiểu biết về mọi chiều không gian và thời gian. Để tiến tới đó, loài người phải vượt qua cấp độ Y, đạt đến khả năng khai thác năng lượng hành tinh hoàn chỉnh, rồi từng bước làm chủ hệ sao và thiên hà của mình. Và hơn thế nữa, từng bước một phải vượt qua cả thiên hà và vũ trụ hiện tại. Nếu loài người có thể đạt được cấp độ 5, điều này có thể xảy ra trong một tương lai vô cùng xa. Ở đó loài người có lẽ đã không còn là loài người như chúng ta biết, mà là một dạng siêu trí tuệ hợp nhất hoặc các thực thể có ý thức siêu việt, vượt xa bản chất vật lý và sinh học hiện nay. Khi đó, các ranh giới của đạo đức, tri thức và tồn tại sẽ được mở rộng đến mức khó mà tưởng tượng nổi, có thể dẫn đến một trạng thái mà quyền năng tối thượng này trở nên kinh khủng và khó kiểm soát. Trên lý thuyết, văn minh cấp độ phái có thể hủy diệt mọi thực tại mà không gặp trở ngại, gây nên sự hỗn loạn, không thể phục hồi. Bản thân quyền năng này đòi hỏi một cấp độ đạo đức và ý thức trách nhiệm chưa từng có. Nếu không, có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp đối với chính họ và các thực tại khác. Trong tương lai, ngay cả khi loài người không đạt đến cấp độ phái, việc hướng tới những bước tiến cao hơn trong sự hiểu biết và khai thác năng lượng sẽ tiếp tục là con đường quan trọng cho sự phát triển. Con người sẽ cần học cách sống hòa hợp với sức mạnh của mình, đồng thời hướng đến sự ổn định và trách nhiệm với vũ trụ, dù là ở cấp độ nào. Văn minh cấp độ vai có thể là giấc mơ, hoặc cũng có thể là cảnh báo, nơi sức mạnh cực hạn yêu cầu một nhận thức đạo đức tuyệt đối, để quyền năng không dẫn đến thảm họa, mà trở thành phương tiện cho hòa bình tối thượng và sự phát triển vĩnh cửu của thực tại.